Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binh Gà Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn các khúc si tình đang hot ở trên TikTok nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Binh rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Binh nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Binh có video mới thì tất cả các bạn sẽ được người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nhé thôi. Ok, động tác đầu tiên là mình sẽ đặt dàn 4 lần. Mình có thể dàn cái dáng nào tự do mà mình muốn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình có thể dàn 4 dáng mà mình yêu thích ha. Rồi sau đó mình đặt tay qua 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ dàn một cái bực tự do. Rồi sau đó mình sẽ khép lại và đặt tay như thế này. Hai tay sẽ để như vậy ha. Rồi, cái tay mình sẽ làm động tác 1, 2, 3, 4, 5, và 6, và 7, và 8, và sau đó mình đặt tay qua 1, 2, 3, 4. Rồi mình sẽ vẽ 5, và 6, hốc 7, và 8, hốc. Phần hốc mình sẽ đánh qua 5, và 6, 7, và 8. Rồi sau đó mình sẽ lặp lại động tác một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, và 6, 7, và 8. Rồi lúc này mình sẽ đi khác một chút xíu là mình sẽ bật ngược lên như thế này, đi sóng người xuống và hai lần sóng ha. Rồi cái phần sóng này á, thì mình đã làm video riêng rồi. Những bạn nào mà chưa biết làm cái phần sóng này thì mình để video ở đây nha. Rồi sẽ đến lại sóng và sóng. Rồi sau đó mình sẽ đặt âm tính sau là mình sẽ mở ra như thế này. 1, 2, 3. Rồi sau đó mình phiêu xuống một cái là mình phiêu tự do một chút xíu là hết bài. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ kết thử với tốc độ chậm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Rồi thì mình rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là thắc mắc hoặc là muốn mình làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để mình có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp mình nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.